Đây là cái ngày em ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Anh cũng biết Ok. rồi, quê hương Bác Tôn kính mến của chúng ta. Hôm nay là Hôm nay kỷ là niệm ngày 20 tháng 8, là ngày sinh nhật của bác. đúng, Cho 150 nên năm anh đúng không? em, anh em của tụi em ở đây cũng hết sức là vui sướng cái chuyện này, cái quê hương của em. Rồi, chuyện thứ nhất em thông báo với anh với mọi người trên diễn đàn. Chuyện thứ hai em xin nói chút xíu về nãy giờ em cũng đọc comment dưới đây rồi. Thứ nhất là IQ Nguyễn, những người phản động nó là cộng sản khát máu. Thì xin thưa rằng nếu cộng sản khát máu thì mấy ông bây giờ không ở bên Mỹ. Ngay ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi giữ được chính quyền thống nhất đất nước rồi, thì Mặt trận Giải phóng Dân tộc miền Nam lập tức đưa ra nghị quyết là xóa bỏ hận thù, nhằm mục đích là để cho anh em hai bên bớt đổ máu. Còn nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà khát máu thì thắng làm vua, thua làm giặc. Ngày 30 tháng 4, ông nào chạy được chạy, ông nào ở lại xách À, đặc biên, 130 năm. lại bắn chết hết. Mấy ông thưa kệ ngay, đúng không? Đảng Cộng sản Việt Nam nhân đạo cho nên cho mấy ông đi học tập. Và sau cái đợt học tập đó là giải quyết cho mấy ông đi HO. Có đúng gì không? Thì chứng minh một điều là Đảng Cộng sản Việt Nam không khát máu. Trước Đó là khi điều tôi nói. mình nói với tất cả Trần Hòa Bình và tất cả các bạn, các ông như SO, ông nào cũng ký vào một cái bản cam kết là khi sang bên đấy không quay lại chống lại cái chế độ. Thì trong HO nó có quy định anh. Đúng rồi, hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đúng không, thì là ông nào cũng ký hết, chẳng ông nào không. Nhưng mà nói chung là các ông ấy, nhiều người sang bên đấy thì nói chung là cũng giữ cái cam kết của mình, nhưng một số kẻ vì cái lòng hận thù quá, người bắt đầu mới quay trở lại sống lại cái Mấy chế ông đi độ. HO, mấy ông Vâng, phải ký vô cái cam kết đúng rồi, hết rồi. Mà mấy ông phải đi học tập cải tạo về mới được đi HO là vị sĩ đúng quan. rồi. Đúng không? Rồi, chuyện em nói xong mà nói bằng nói về chuyện thứ hai nữa. Là nếu Đảng Cộng sản Việt Nam mà bán nước cho Trung Quốc thì tôi xin thưa mấy ông, 1978 không bao giờ qua làm bộ đội tình nguyện đánh Campuchia. Bởi vì trên diễn đàn ai cũng hiểu là Campuchia nó muốn dạy mình, Trung Quốc nó muốn dạy mình bài học, cho nên nó hậu thuẫn cho thằng Inseri, Pol Pot Inseri, một mặt đánh biên giới phía Nam, một mặt đánh biên giới phía Bắc. Rõ ràng nó xâm lược tới 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 tới, 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 tới tỉnh biên Chi Tôn tôi mà. Bao nhiêu sọ người, bao nhiêu đầu người mấy ông về đây có không? Thì nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam mà bán cho Trung Quốc Nói thì xin không bao giờ lỗi đâu. AQ một điều, xin lỗi mình nói AQ một điều, Diệm Thiệu không thể nào so sánh với Bác Hồ được, chỉ so sánh cái gót chân về tất cả các mặt thôi, chứ đừng cứ đưa Diệm và Thiệu để so sánh với Bác Hồ. Nói AQ thế rồi, xin mời Nếu Trần Hòa bán Bình. nước cho Trung Quốc thì không bao giờ qua đánh thằng Pol Pot, đúng không? Nhưng Đúng, mà thời điểm đó mấy ông cho rằng quân đội Việt Nam xâm lược Campuchia, mấy ông lúc nào cũng vậy, kể cả BBC cũng bình luận như vậy. Bây giờ thế giới công nhận bộ đội Việt Nam là bộ đội tình nguyện giúp giải phóng nước bạn hay không? công nhận Nhưng mà. mà Đảng Cộng sản Việt Nam rất là khôn. Nếu như mà bỏ thằng Pol Pot thì mình hở sườn anh. Mà thậm chí nó đã qua Việt Nam, nó đánh dân Việt Nam, nó giết. Mấy ông có biết đàn bà con gái á, thì nó dùng cái cây tầm dông nó đâm từ dưới cửa mình, nó đâm thọt lên này nè. Con nít á, nó đâm nguyên một sâu, nó thả xuống, nó cầm đập hai chân, nó đập vô tường. Nó biết nó ác cỡ nào không? Mà nó chính là Inseri, chính là tay sai của Trung Quốc. Chỉ riêng Hun Sen thôi mới là còn của bên đây thôi, tại vì Hun Sen qua học tập ở Việt Nam, mình buộc mình phải đánh cái chuyện đó, nếu mà không đánh mới làm tay sai cho Trung Quốc đó. Mấy ông hiểu không? Cái thứ hai, hiện bây giờ mấy ông nói là lãnh đạo đất nước Việt Nam từ Nguyễn Phú Trọng, từ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội là đàn áp nhân dân, hút mát trong máu nhân dân, làm giàu cho mình, đúng không? Nếu như vậy á, họ hút máu nhân dân, họ làm giàu cho họ được á, thì họ không làm tay sai cho Trung Quốc. Một gừng hai cọp làm chi? Đúng Một phần mấy ông nói là đàn áp nhân dân, hút máu nhân để làm giàu cho bản thân, ngồi trên đầu trên cổ dân. Một phần mấy ông nói người đó bán nước cho Trung Quốc, bán nước Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ ngồi trên đầu trên cổ mấy người đó. Rồi nói mấy ông rất là mâu thuẫn, rất là ngu. Tôi qua Bình Chàng đúng không? Bình Xây Dựng ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Mấy ông về đây gặp tôi. Rồi, em xin phép anh xuống. rồi, rất cảm ơn Hòa Bình Trần. Đấy, những cái lời là lẽ của Hồ Bình Trần, coi như là đấy, hiện nay coi như là đất nước Việt Nam như thế, có bán nước cho Trung Quốc không, bán đất cho Trung Quốc hay không. Thấy chưa? Cho nên là cái bọn mà mình cứ gọi là bọn Ngụy Sài Gòn, nó là con đẻ của Pháp đúng không? Ngày xưa nó đi lính cho Pháp, nó giết hại đồng bào ta ở phía Bắc sau khi năm 1954, thì coi như là chúng nó theo chân Pháp, chúng nó lại làm con nuôi của Mỹ nữa.
đúng không? Chứ chúng nó có đánh đuổi được cái bọn ngoại xâm nào không, đúng không? Hay là chúng nó rước voi vào giày mà tổ,